thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương hey, nhau. Hey. We can fly, fly through the sky. Woo. We can fly so high. Gia đình là số một, gia đình là số một. Oh, oh, oh. Hey. Gia đình là số một. Oh. Gia đình là số một, gia đình là số một. Oh, 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 oh. Hey. Gia đình là số một. Oh, 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 oh. Gia đình là số một. Chưa 6 giờ sáng rồi con tới đây sớm như con. Hôm qua rủ mình đi tập thể dục ông ạ. Con đi nha. Rồi. Dậy thôi nào. Mọi người dậy thôi nào, trời sáng rồi mọi người ơi. Hãy dậy tập thể dục đi nào. Hú. Gì vậy? Mới sáng sớm làm gì vậy? Đây khát ngủ không? Tối qua người ta thức khuya lắm không? Thức khuya làm gì? Chơi game. Rồi, thức khuya chơi game. Dậy đi nào anh em ơi. Tới đi từ đây. Dậy đi nào ông ơi. Dậy tập thể dục ông ơi. Minh. Gì đó? Dậy tập thể dục, sáng rồi. Ông đi xuống dưới phòng khách chơi đi. Tôi ngủ mấy lấy tôi xuống. Thôi giờ này còn ngủ nữa. Vậy tôi xuống phòng khách tôi chờ ông đó nha. Đi đi mà đang ngủ. Biết rồi. Dậy nào anh em ơi. Ủa chú Phúc, sắp đi dạy lại rồi chú có định đi đâu chơi không vậy? Đà Lạt hay là Phan Thiết hay là Vũng Tàu gì đó, chỗ nào cũng đẹp hết á. Không trả lời hả? Chú nghĩ là chị đang xen vào chuyện của em hả? Chị quên là em đã ly dị rồi, không có người đi chung. Á, à, sao không đi chung với lại cô giáo gì đó? Chị thấy đi chung với cô giáo đó cũng được, thấy cô cũng dễ thương ha. Đi Đà Lạt đi. Đà Lạt cái mùa này đẹp dữ lắm, rất thích hợp cho những cặp đôi đó. Chị nghĩ nha, nếu như mà em với cô giáo đó lên trên đó thì chắc cũng lãng mạn lắm hả? Hay là... Vậy hả? Có kết quả hay hả? Ờ, thầy Quyền có nói gì đó không? Mình biết rồi, để mình kiểm tra mail mình coi bản phân công nha. Ừ, vậy nha. Cảm ơn bà. Sao lại như vậy? Nếu như vậy thì mình và anh Phúc sẽ đụng mặt nhau hoài luôn. Làm sao bây giờ? Trời ơi. Hai cái đứa này. Mận. Mận. Gì nữa vậy? Gì vậy? Chú nè. Chú Phúc hả? Chú có chuyện nhờ con nè. Cầm cái này qua trường, đưa thầy hiệu phó giùm chú nha. Thôi chú tự đi đi, con buồn ngủ quá à. Hôm nay chú bận dữ lắm, đưa giùm chú đi. Chú con cũng bận đi đến bia rồi. Bia cái gì thằng này. Đưa giùm chú đi. Nhưng mà chú phải trả công cho con nha. Công gì? Chứ nữa, con làm phải có công chứ. Con muốn cái gì? Thì chú cứ cho nhiều cũng được. Con cần tiền làm gì? Con đi mua một số dụng cụ của con. Đừng ngoan quá vậy. Nè, cầm đi. Học hành cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ, cảm ơn chú. Ừ, đi nha. Dạ. Rồi. Chú mình sợp dữ ta. Chú cho một nửa này là mình cũng đã chịu rồi á.
Đến sớm mà vô mánh. Yên về làm việc thôi. Ê Mẫn. Hả? Ê đừng nói là anh tính giành việc của em nha. Chú kêu em đi mới kêu anh. Đừng có giành. Cái gì cũng giành 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 hết đó. Mày khùng hả? Giành cái gì? Sáng sớm anh em kêu nhau một tiếng không được hả? Điên. Lại đây hung anh cái chào buổi sáng coi. Đi mà kêu thằng Long hung anh á. Ôi trời đất ơi. Trời ơi bà nội ngủ rồi. Để con mình á. Thấy thương quá. Ủa trời. Ủa bà hư quá hả? Bà nằm để... Nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con Long mà ông. Trời đất ơi. Con này đi vô phòng của ông bà là nằm chùm mình lại vậy? Thì tại vì con Long thích cái nệm này khá. Mà tự nhiên ông hôn con một cái. Con giật mình hoảng hốt luôn không ạ? Trời ơi giữ cháo kìa. Ra ra. Đi ra ngoài đi. Nệm phải đã quá ông ơi. Đã sao không đã? Nệm xịn mà không đã. Thôi đi ra. Không được vô đây nữa nghe. Biết rồi. Trời ơi nhiều khi rồi bả rồi nằm rồi con leo lên. Trời không được đi ra. Anh nhỏ là mình đã. Cái gì nữa vậy? Con đi nha. Tại ông nội con không có. Nệm mà nệm này con thích hơn nữa chứ. Thích. Ủa? Con chào cô. Con đâu đây? À, con đói con xuống làm mì con ăn. Nè, muốn ăn cái gì á thì nói bà nội làm cho, không có bày bừa tùm lum nghe không? Là mấy chuyện này con làm được mà, con làm từ nhỏ con quen rồi. Đã nói là không có được, nói bà nội đi. Dạ, con làm được mà cô, cứ yên tâm đi cô. Cô xin là không dạy lớp 12 thì tất nhiên phải có lý do. Dạ thưa thầy, em thấy bản thân của mình chưa có đủ kinh nghiệm để mà dạy lớp 12 á thầy. Cô nói sao chứ, năm ngoái cô dạy lớp 11 rất tốt, mà cô làm chủ nhiệm cũng rất là tốt. Thầy không biết đâu, học kỳ vừa rồi là em cũng phải chật vật lắm á thầy. Cũng may là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Em nghĩ là với tính cách có phần hơi yếu đuối, với bản thân em không có đủ kinh nghiệm để dạy một cái lớp cuối cấp như vậy đâu thầy. Em mong thầy xem xét lại giúp em. Bây giờ sao mà thay đổi được, kế hoạch đã lên đâu vào đó rồi. Dạ thầy biết không, học kỳ vừa rồi em bị đau bao tử luôn á thầy, là tại vì em quá căng thẳng. Cô nói cô đau bao tử hả? Dạ. Vậy mà hôm bữa đi karaoke cô uống quá trời uống, có thấy đau bao tử đâu, còn giành micro hát với tôi nữa mà. Thôi mấy vậy đi. Dạ. Tôi sẽ hỗ trợ cho cô, chứ bây giờ kế hoạch lên rồi cũng khó cho tôi lắm. Thôi cô về đi. Dạ có gì thầy xem xét giùm em. Em cảm ơn thầy. Thưa thầy em về. Ô, Mẫn. Em tới đưa đồ giùm chú của em. Ủa? Cháu thầy Phúc phải vô đây. Dạ, em chào thầy. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cháy nhà! Cháy nhà! Cháy nhà! Trời ơi! Ôi da! Mọi người nóng quá! Trời ơi, cháy nhà! Trời, đứa nào vậy? Hả? Đứa nào ăn uống gì ngục vậy? Nấu bếp mình một góc chịu quán ra là sao? Đứa nào? Cái gì vậy mẹ? Con coi kìa! Trời ơi! Rồi mẹ hết hồn với vía luôn vậy đó. Nấu cái gì mà không chịu khóa ga này cháy nè trời ơi. Hồi nãy mẹ đừng có đụng vô nữa, mẹ để con, để con. Mẹ bình tĩnh. Hồi nãy thằng Long thấy nó nấu mì á, chắc là nó quơ tắt lửa rồi. Trời đất ơi, không biết nấu thì nấu làm cái gì bất cỡ vậy? Đừng cho nó về nhà này nữa. Bình tĩnh, có gì mình nói nó từ từ sau mẹ. Bình tĩnh sao được, rủa cái nhà này nó cháy lên rồi không còn nhà để ở, có bình tĩnh được không? Không, mình nói nó nghe, nó lớn rồi, nó biết suy nghĩ mà. Thôi mẹ đừng có giận nữa nha. Rồi rồi, để đây nha. Rồi đi ra đây, cho bình tĩnh chút xíu. Đi, đi. Mà quá bình tĩnh cái gì? Rồi, bình tĩnh. Con đi làm thì con đi, để nhà mẹ xử. Vậy con đi làm nha. Đi làm đi. Mẹ bình tĩnh nha mẹ. Cô Hiền,
Cô Hiền, cô Hiền. Ồ, mở. Em đói bụng quá, mình đi ăn gì đi cô. Ờ, cô cũng đói nhưng mà... Cô đừng có nói là bây giờ cô không có dạy em nữa, là cô không có dẫn em đi ăn nha. Không phải vậy. Vậy giờ mình đi ăn đi, em đói bụng quá à. Ờ, em muốn ăn gì? Thì em thèm muốn Huế, mình đi ăn muốn Huế đi cô. Ờ. Cô. Hả? Cô nhớ ngày xưa em chỉ cô chơi bóng rổ đó không? Bây giờ cô thử bám tay vô cái rổ đi. Bám tay vậy hả? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi cô giữ chặt nha. À. Ủa ơi. Hả? Cô giữ chặt nha, chào cô em đi. Em phá cô thì có, em dạy cô hồi nào đâu. Là kêu cô dễ thương quá chị nên em mới phá cô á. À, cô còn nhớ em chỉ cô làm bánh không? Cô nhớ không? Nếu như không có em là cô đâu có làm được xong một mình đâu. Cũng đúng. Nè, cô sao không? Để tôi cứu cô nha. Không được. Mọi người nhắm mắt lại hết chưa? Tôi cũng sai. Nhắm mắt lại hết. Rồi để tôi đỡ cho. Không được. Chắc chắn là mọi người nhắm mắt lại là được rồi. Nhắm mắt hết rồi. Rồi, được rồi. Vậy cô xuống đây. Cô sao? Cô sao? Cô. À, Mẫn nè. Em học lớp mới á, em nhớ là đừng có quậy phá nữa nha. Với lại đừng có chọc phá giáo viên chủ nhiệm mới nữa. Cô đừng có lo, chọc mấy người đó không có vui bằng chọc cô đâu. Hả? Em nói vậy là làm sao? À thôi tìm em đói bụng quá, mình đi ăn lẹ đi cô. Đi. Cô, sao cô không ăn đi cô? Cô không muốn ăn. Nè Mẫn, đừng có chọc cô nữa. Cô ăn đi, để nó nở ra bây giờ. Thôi em nghe nói là giờ cô không thích làm chủ nhiệm nữa đúng không? À... Sao giờ cô sợ mấy đứa chọc phá phách như em đúng không? Như nãy em phá cô nè. À, Mẫn, em đừng có hiểu lầm, thật ra không phải là tại em đâu. Trời ơi, thì em đâu có nói tại em đâu. Ý em nói ở đây là cô sợ mấy đứa phá phách giống như em không? Cô không biết xử lý như thế nào đúng không? Mà bây giờ cô mà không chịu chủ nhiệm bây giờ, sang năm cô chủ nhiệm mấy đứa lớp 10, nhiều khi chị nó phá nghe với cái bản tính của Hiền của cô á. Em cũng thấy vậy đúng không? Cô cũng nghĩ vậy nữa. À, bây giờ cô phải ăn đi rồi xét lát nữa em sẽ chỉ cô vài chiêu để trị tụi nó. À. Ăn đi cô, ăn đi cô. Em đặt rau cho cô nè. Cô, vô năm học mới á, cô dạy lớp mới. Lỡ mà có gặp tụi học sinh mà quậy phá giống như em á, thì cô phải có một cái chiêu để hù dọa tụi nó chứ. Hả? Rồi nó bắt nạt cô nguyên năm sao? Giờ em sẽ dạy cô một thứ, đó là cú đá của em. Cô nhìn nha. Hey! Hey! À, Mẫn ơi, kể cả tưởng tượng cô cũng không làm được nữa, thì làm sao mà bây giờ cô đá được như vậy hả Mẫn? Thôi bỏ đi em. Cô cứ tập thử đi, cô muốn chấn áp được tụi nó thì cô phải có tuyệt chiêu chứ. Nhìn em nè, em làm lại cho cô coi nha. Hey! Hey! Cô làm thử em xem đi. Hey! Cô à, cô đang làm cái gì vậy? Cô không có làm được đâu Mẫn ơi. Cô không có quen. Dạ cô đừng có bận tâm tới, cô tập trung hết sức giống như em. La thật lớn lên cho nó có khí thế. Cho nên em làm lại nè. Hey! Hey! Cô làm lại đi. Hey! Hey! Thấy nó đi hơi xa rồi đó cô ơi. Con xin lỗi cả nhà. Xin lỗi là thôi à. Xin lỗi là qua à. Còn cô biết cô làm cái chuyện mà có thể xảy ra một chuyện khủng khiếp. 8 cái hòm sắp
trong nhà này, rồi đám giỗ 80 chứ một ngày à. Nội ơi, nội đừng có la nữa, Long xin lỗi rồi mà nội. Đi lên lầu học mày. Con là con bậy lắm. Có bao giờ thằng Minh nó qua nhà con nó nhảy đung 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 trên sân thượng được không? Có bao giờ nó qua nó ăn, nó ngủ rồi nó tắm nó gì trong nhà con được không? Sáng sớm mở mắt ra trong khi gia đình của chú đang yên giấc thì con đã vô toilet con tắm. Con tắm xong con ra con nấu mì con ăn. Con ăn xong chưa đã, con còn bới cơm con trộn vô mì con ăn. Sao vậy con? Gia đình chú đâu có đối xử tệ với con. Cua tôm đem về, con gọi điện thoại cho ông nội bà ngoại con gì đó ăn. Con ăn không hết con lấy bọc đem về. Gia đình chú có nói có tính toán gì với con không? Nhưng cớ sao con làm như vậy? Bà không hiểu con là sao nữa. Thèm cái gì thì nói bà nấu cho con. Hồi nào giờ không có xuống cái bếp, bà đặt nấu mì chi rồi chút xíu nữa quả quạng. Mà nếu quả quạng thì cái nhà này sẽ như thế nào? Thì ông đã nói rồi, tám cái hòm nó nằm cạnh nhau. Ê! Không nói nhiều nữa. Giờ tóm lại à, ông không muốn thấy mặt con trong gia đình này nữa. Và từ nay về sau đừng bước chân qua nhà ông nữa. Thôi mà nội. Yes. Thì lên lầu hôm nay. Ba. Ông nội đã nói như vậy ba can thiệp được hả? Lên lầu đi. Chọn bạn mà chơi. Mới tập chút xíu cô mệt rồi hả? À. Nè cô uống miếng nước đi. Cảm ơn em. Mình nói cô nghe cái này nè. Cô chủ nhiệm lớp mới á, cô phải nghiêm khắc hơn thì tụi nó mới sợ cô chứ. À, cô biết rồi. Ủa? Dạ chào cô. Quý. Em đi bơi hả? Dạ bơi cô. Trời đất ơi. Ê cô thấy chơi cái đó thì cũng vui quá ha. Cô thích không? À, cũng được mà tại vì cô chưa có chơi lần nào hết á. Rồi đây đợi em 5 phút. Em đi đâu vậy? Mẫn. Mẫn. Cái gì vậy ta? Mơ hoàng mà nóng đi vậy kìa. Ê, nè. Mày làm gì vậy? Cho tao mượn đôi giày này đi. Mày đuôi hả? Tao đang chơi, làm sao mày mượn được? Mày có biết từ mượn không? Biết. Ừ. Đừng có để tao sử dụng qua từ lấy. Nó mất hay. Bây giờ nha, đang chơi không có lấy. Ê, tao nói không có được nha, tao mới tập á. Giờ có đưa hay không? Tao không đưa. Mày cư xử người lớn xíu đi nha. Trời ơi, tao lại mày đó, đừng có lấy giày của tao. Tao đang mang trong chân sao lấy? Giờ có đưa hay không? Ây da. Tao đang rất là người lớn rồi đó, tao vừa đỡ mày mà tao vừa kêu mày đưa đàng hoàng nữa đó. Tao xin mày đừng có lấy mà. Rồi bây giờ có cho mượn không? Không. Không, không, không. Mày lấy đây. Trời ơi Mẫn, thì ra nó giờ em chạy đi lấy giày của Quý hả? Cô yên tâm đi, thằng đó nó nhiều trò chơi lắm. Không sao đâu. Nè, mà em có mượn đàng hoàng không, là hay là em lại đánh nhau với Quý nữa? Em không mày đánh, rất là đàng hoàng. Thiệt không đó? Thiệt. Ê, nè, thôi. Mà để cô tự mang cho. Thôi đi em. Cô cẩn thận nha, cái gì đau chân á. Cô có thích không? À, nhưng mà cô sợ té quá à. Sao đâu té, ê mong vài lần là biết đi à. Vậy buông cô ra thử nha. Thôi đừng. Không đừng 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 đừng. Cô có sao không? Không quên em. Có. Có hết hồn. Nhưng mình cũng bị tình say đã. Giờ chỉ cần có mỗi em. Dù cuộc đời có làm được anh em Mẫn ơi. Cô thích không? À, thích lắm. Được mình yêu. Vui quá à. Chỉ mong bên em và nói với em. Mình ơi, xuống ăn cơm này con.
Dạ. Nghe tiếng dạ nó gần tới rồi đó. Ăn đi ba. Lòng quá thôi chờ nó chút đi. Trời đất ơi. Ba mẹ con ăn trước đi. Để chờ nó làm chi, ba ăn luôn đi. Rồi ăn cơm đi con. Dạ. Rồi Minh. Ủa sao con lại qua đây nữa? Thôi mà ba, nó còn nít mà, bỏ đi ba. Sao là con nít? Khi làm trái nhà mình nó là con nít không? Thôi bỏ cái chuyện trái nổ hoàng bên đi, con có nhà con không về nhà ăn cơm, con ở đây ăn trực hoài vậy. Sao cả cứ trách con hoài vậy? Rồi lúc gia đình mình làm con buồn, con đâu có trách đâu. Con nói gì vậy? Nhà ai làm con buồn? Thì mấy lần con đói, con qua đây ăn mà nhà chưa có nấu cơm, con đâu có trách đâu. Còn hôm sinh nhật của bà nữa, bà tổ chức lớn ơi là lớn, mà ngày hôm đó con rảnh cả ngày mà bà không gọi cho con qua chung vui với bà, đâu có trách bà đâu. Còn bức hình chụp gia đình trên phòng khách đó, thiếu con, con cũng muốn chụp lắm chứ bố. Bà Giang bình đâu có ai kêu con vô đâu. Con cũng không trách thì gia đình mình hết, mà tại sao gia đình cứ trách con hoài vậy? Tại vì con là người ngoài mà con. Đâu có báo mũ gì đâu. Là sinh nhật của bà nội thằng Minh chứ đâu phải sinh nhật bà nội con. Mà phải mời con, đúng không? Nhưng mà con coi cô chú như bố mẹ con mà. Ông bà, mẹ, bố đang la con kìa. Nhưng mà cô chú đâu coi con là con cô chú. Con chỉ là bạn thằng Minh thôi mà. Nói lại một lần nữa. Bây giờ con tên gì? Con tên gì? Nguyễn Kim Long. À, dạ. Ông nội của con là gì? Nguyễn Kim Hoa, đúng không? Dạ. Đâu phải là Nguyễn Đức Long cháu nội của ông Nguyễn Đức Nghĩa đâu. Hả? À. Thôi mà nội. Thôi cái gì, gia đình của mình là lót chữ Đức. Đức Nghĩa, Đức Mạnh, Đức Phúc, Đức Mẫn, Đức Minh. Thôi tự nhiên có Đức Long vô nghe nó kỳ đó. Thôi anh, ba nói được rồi, anh đừng nói gì nữa. Mẹ ơi, mẹ nói giùm con. Long à? Dạ. Đi đi con. Yeah. Con đi đi, con làm phiền cái gia đình ăn cơm. Nhanh. Mẹ ơi, mẹ giúp con. Con đi đi. Con ra đóng cửa bóp lại đừng cho nó vô. Nhanh nhanh, đi lên con. Cả nhà ơi. Lâu. Sao cả nhà kỳ quá vậy? Con Long như là bạn đời của con á. Mà sao mọi người đang xử lý nó kỳ quá vậy? Lâu. Trời ơi trời. Cô thằng Long như bạn đời của nó. Trời ơi. Vậy mà nói được à. Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi. Mẹ ăn cơm đi. Ủa sao có cái chén mà làm bể hoài vậy ba? Ăn cơm đi. Long! Long! Long à, mọi người không có ý đó đâu, ông đừng có buồn mà Long. Chứ còn gì nữa, rõ ràng là gia đình bạn đâu còn thương mình, họ đâu coi mình là thành viên trong gia đình. Mình đi về. Long! Long à, ông đừng có vậy mà. Ông cứ vậy mà ông muốn tôi sống sao hả? Suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ bạn ở nhà, bạn gom hết đồ đi, khi nào xong tôi qua tôi lấy. Long! Kim Long! À, da. À. Con mệt chưa? Mỏi chân quá. Này cô chơi có vui không? Để giúp con ở đây nha. Mà Mẫn nè, em nhớ trả lại đôi giày cho bạn Quý đàng hoàng đó nha. Cảm ơn Quý nữa. Yes madam. Mẫn. Dạ. Hôm nay cô vui lắm á. Cảm ơn em. Dạ đâu có gì đâu. Cô vui thì em cũng vui mà. Nhớ nha, trả lại giày cho bạn Quý đó. Em biết rồi. Thôi, cũng trễ lắm rồi, cô về trước nha. Yes madam. Bye bye. Bye bye cô. Về luôn hả? Hôm nay em nói cho cô biết một bí mật này nha. Cô là người giáo viên mà đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp nhất em từng biết đó. Thôi mình về. Đi cô. Ủa con, bọn nó nói là nó đem đồ về hết hả? Thì đó, nó bị khùng mà sao tự nhiên nó nói giờ cái nào có chữ Kim Long của nó trả lại cho nó. Cũng đúng thôi, bây giờ nó không có qua đây nó ở nữa thì cái gì của nó trả cho nó đi con. Trời ơi, mấy cái đĩa phim mẹ thích cũng của nó đem qua nè. Vậy sao? Nè, chưa coi hết, mấy mình mướn lại nó được không?
Hồi mấy đĩa ca nhạc hôm nay mà đúng gu của ba khoái không? Trời, cái nào cũng có chữ Kim Long hết vậy đó hả? Rồi có đĩa hoạt hình của cô Bo nó đem qua luôn, giờ lấy đi cô Bo khóc nè. Mấy cuốn sách này là của ông Long hết hả con? Dạ đúng rồi mẹ. Hồi xưa đến giờ con toàn học sách của ông Long không à. Bây giờ là phải mua sách mới luôn á mẹ. Này cũng của ông Long luôn hả? Dạ. Ủa? Hình này hình con mà. Dạ nhưng mà cái khung của nó. Kim Long. Kim Long. Kim Long. Kim Long. Sao cái gì cũng có nó gì trời. Kim Long. Ủa? Đem nó cũ qua đây làm chi vậy trời? Trời ơi, đồ đạc gì mình xài cũng của nó không vậy? Tất cả đều là của Kim Long. Giống như mình đang dọn nhà vậy trời. Trời ơi, không tin, cái này của Kim Long. Cái này cũng của Kim Long. Nè, của con nó con đem về đi. Rồi xong, đóng thùng lại. Chưa. Chưa gì nữa? Còn cái quần nữa chú. Cái quần này của vợ tôi mua. Quần ông nội đang mặc. Hả? Cái gì? Sao con biết là quần của con? Con có thêu chữ Kim Long ở dưới cái lai quần nữa. Phải không? Rồi có chữ Kim Long thiệt rồi ba. Trời ơi, trời ơi, sao ba lấy quần của ba quần gì vậy ba? Đâu có lấy, ba thấy trong tủ lâu rồi mà. Thôi ba ơi, cởi ra trả nhỏ đi. Cởi à? Rồi, để tôi vô tôi thay, tôi trả cho. Trời ơi. Rồi đó, rồi xong rồi, đóng thùng lại đi. Chưa. Cho con lấy cái này. Ê trời đất ơi. Cái rùi dẻ mà. Cái rùi dẻ của bà mà con cũng lấy nữa là sao? Dạ, cái này là khăn lau mặt của con. Mà cả nhà không biết cả nhà lấy làm lùi rẻ bà. Trời cái gì vậy mẹ? Sao cái khăn của con thằng nhỏ mà mẹ cũng lấy làm lùi rẻ? Rồi thôi, coi như gia đình tôi xin lỗi rồi, về giặt rồi chùi mặt lại. Dạ. Rồi xong đóng thùng lại đi. Dạ chưa. Ê, cái TV là của gia đình này nha. Sai nha con. Dạ không, con lấy con lấy cái này. Ê chú ơi, nhìn cho kỹ đi, cái bánh này có chữ Kim Long không? Dạ không, cái này cho con xin. Dạ cảm ơn. Mình ơi, phụ xách đồ giúp tôi đi. Nó đứng lại mới cho con làm. Bản thân của con và nó đánh đồ vào. Rồi đó xong thì khi nó xuống nhà đi. Dạ. Ê Minh ơi, nhớ nói với ông cậu là giặt quần rồi gửi bưu điện về nhà cho tớ nhé. Ông tắm ấy. Ừ. Ủa mẹ, con có cảm giác giống như là Kim Long nó vô nhà mình, nó siết nợ nó đi vậy đó. Ông à, gia đình này luôn chào đón ông. Nếu như ông muốn quay trở lại, ông à, Long không đòi quà mà Long. Long. Cho chú bút về đó con. Đang mở cửa cho chú vô. Dạ, để con mở cho. Thôi chào bút vô ăn luôn chứ tôi. Ngó con ba mà cũng em út trong nhà không mà ăn với ba. Ba ăn ít. Không lẽ nó vô cái ba gì hết. Rồi ba đứng lên kỳ. Trời ơi, rồi cái tự nhiên ba ngưng, cái tụi con phải ngưng luôn. Dạ bạn ngưng luôn hả anh? Mọi người ơi! Về rồi kìa.
gì không? Ủa sao con lại quay lại vậy? Hả? Con về nhà mà gia đình con đi hết rồi. Con đói quá nên con mới quay lại đây. Nhà không có ai ở nhà hả? À không. Vậy thôi ngồi vô ăn cơm luôn đi con. Đã! Con cầm ở đâu? Gia đình tha lỗi cho tôi rồi. Chứ cả nhà ơi, trước khi mà con ăn cơm cả nhà phụ con bê mấy cái thùng ngoài kia nha. Nè, con kêu thằng bạn đời của con á ra ngoài khiêng vô. Dạ, hai đứa khiêng vô đi ăn luôn. Được nha. Người ta nói là con cơm nữa. Cổng rắn cắn gà nhà, còn con là cổng bạn về nhà ăn chật. Đi vô rồi đây. Con biết rồi chứ. Con đi vô. Đi. Bớt không biết cho. Bớt thôi. Chưa thấy ai chụp mà hãnh diện vậy luôn. Mày đi đâu vô đây vậy? Thích. Mày chung lớp với tao hả? Chào mấy bạn. Năm nay bầu tôi làm lớp trưởng đó nha mấy bạn. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kim Nhông. Hôm nay mình lại được học trong lớp này. Trời ơi, tụi mình có duyên quá luôn á Long. Trời ơi, vậy là tôi không ngờ là năm nay tôi được học chung với ông nữa. Tính ra là 6 năm rồi đó. Rồi. Từ trời cấp 2 đến giờ đó. Anh em học chung thằng ơi. Như vậy là bạn đời đúng rồi. Sao chúng có đời được học chung như đó nữa rồi. Trời ơi, mọi người ơi, tập trung chú ý mọi người ơi. Mọi người biết tên gì chưa, biết ai làm chủ nhiệm lớp của mình chưa, biết ai chưa? Ai vậy? Trời ơi, báo trong người một tin cực kỳ khủng khiếp. Cô chủ nhiệm lớp mình là cô Kim Tâm đó. Ghê chưa? Đúng là định mệnh mà. Năm ngoái mình gặp bà La Sát, năm nay mình lại gặp bà Trần Lửa nữa. Tránh vỏ dưa hấu, gặp vỏ dưa sim. Trời ơi, đúng là xui xẻo quá mà. Ô, bạn Hiền. Bạn dữ. Khó ghét khủng khiếp. Năm nay mày học chung với nó nữa hả? Chứ sao? Sao mà lại học chung với tụi nó vậy trời ơi. Ê bà, năm nay ai chủ nhiệm của mình vậy? Trời ơi, tôi nóng ruột quá à. Không biết nam hay nữ nữa. Không biết ai, nhiều khi là bà La Sát mà làm chủ nhiệm đó. Trời ơi. Cái gì mà ồn ào vậy? Có nghe chuông vào lớp chưa? Lớp học hay là cái chợ? Cô chào cả lớp. À, cô là Diệu Hiền. Tôi xin giới thiệu cho mọi người. Tôi là Nguyễn Đức Phúc. Và từ ngày hôm nay cô chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A4 của chúng ta. Năm nay tôi được phân công chủ nhiệm lớp này, lớp 12A3. Dừng đi. Thầy Phúc mà làm chủ nhiệm chắc chết quá. Hy vọng các bạn cùng với tôi phối hợp để đưa lớp càng ngày càng phát triển, càng tốt hơn. Cô nhìn một lượt thì cô có để ý rằng có rất là nhiều gương mặt quen thuộc mà cô đã làm chủ nhiệm từ năm ngoái đúng không? À, xin chào các em. Xin chào cô. À, còn các em mới thì từ từ mình sẽ làm quen với nhau nha. À, một cái điều quan trọng mà cô muốn nói với cả lớp của mình, à, đó chính là cô sẽ không còn là Diệu Hiền của năm ngoái nữa. Cô đã thay đổi. Cô có chồng hả cô? Không phải. Ý của cô là bây giờ cô sẽ không có hiền như ngày xưa nữa, mà cô sẽ rất là dữ. Nếu như lớp của mình có em nào mà hay quậy, không lo học, là cô sẽ... Cô,
làm lại một cái nữa đâu cô. Các em mà không lo học mà cứ hay đi quậy là cô sẽ cô xin lỗi các em. Ngày hát ở đâu? Sống bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Có lẽ ông Đức Nghĩa đã quá tự tin về bản thân mình chăng? Cảm ơn anh. Bây giờ em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đón xem tập 87 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 19/6/2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Hey!